Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cập nhật trong ngày với Võ Thành Nhân. Kính chào quý chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với bản tin cập nhật ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một số tin quan trọng sau đây. Trước nhất, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin về cố đại tá Hồ Ngọc Cẩn. Cố đại tá Hồ Ngọc Cẩn sinh năm 1938, mất năm 1975. Ông là một sĩ quan bộ binh cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc đại tá. Ông xuất thân từ trường Thiếu sinh quân và tốt nghiệp khóa sĩ quan hiện dịch đặc biệt tại trường Hải sĩ quan Đồng Đế, à Nha Trang vào đầu thập niên năm 1960 và là tỉnh trưởng, kim tiểu khu trưởng à, tỉnh Trương Thiện thuộc quân khu 4 vào giai đoạn cuối của chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, tổng thống Dương Văn Minh à, ra lệnh từ Sài Gòn kêu gọi là tất cả mọi người lính của Việt Nam Cộng hòa phải buông súng xuống. xuống ông vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại lực lượng quân giải phóng miền Nam khi mà họ vào tiếp quản. Nhưng mà khi hết đạn thì ông bị bắt giam. Vào ngày 14 tháng 8 năm 1975, ông bị chính quyền Cộng sản Việt Nam tử hình bằng cách xử bắn tại sân vận động Cần Thơ. Cũng xin nhắc lại là ông sinh ngày 24 tháng 3 năm 1938 tại xã Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang, miền Tây Nam Phần thân phụ của ông là một hạ sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng hòa à, thời bấy giờ và cũng xin ghi nhận rằng phu nhân của đại tá Hồ Ngọc Cẩn là bà Nguyễn Thị Cảnh à, sinh năm 1941 à, tại Thủ Đức Gia Định đã kết hôn với ông Cẩn à, khi ông còn là một à, viên hạ sĩ quan vào năm 1959 và lúc đó bà chỉ có một người con trai duy nhất với ông. Sau khi ông mất bà vẫn ở vậy và nuôi con thời chồng. Hiện nay bà và cháu đang sinh sống ở tại Hoa Kỳ. Và kế tiếp thì chúng tôi cũng được biết rằng vào ngày hôm qua thì cái vấn đề Hồng Kông rất là căng thẳng do đến nên ở tại phi trường của Morristown, New Jersey vào ngày hôm qua thì tổng thống Donald Trump đã có một cái tuyên bố về tình hình Hồng Kông là ông cho biết rằng rất là cam go và ông hy vọng sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp cho tất cả các bên kể cả Trung Quốc và cho sự tự do của người Hồng Kông mà không ai bị thương hay bị thiệt mạng. Cùng lúc thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho hay rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Cộng Dương Khiết Trì đã có một cuộc trao đổi quan điểm tích cực về quan hệ Mỹ-Trung vào ngày 13 tháng 8 nhưng mà không có một cái chi tiết về cụ thể. Và tin mới nhất ngày hôm nay là Tòa án Hồng Kông cấm biểu tình tại sân bay. Theo nguồn tin của SCMP, đưa tin thì trong tuyên bố ra ngày hôm nay cảng vụ hàng không sân bay quốc tế Hồng Kông cho biết rằng họ đã nhận được lệnh tạm thời của từ tòa án là theo cái tờ China China Daily thì lệnh cấm bất kỳ ai tham dự hoặc tham gia bất kỳ một cái cuộc biểu tình phản đối hoặc sự kiện công cộng nào tại sân bay ngoại trừ khu vực được cảng vụ hàng không cho phép hoặc là họ làm cản trở hay là can thiệp một cách bất hợp pháp và ngoan cố vào các hoạt động của sân bay và một nguồn tin xác nhận rằng cơ quan quản lý sân bay đã nhận được lệnh cấm từ thẩm phán vào tối thứ ba ngày 13 tháng 8. Hiện chưa rõ là cái phạm vi của cách thức thi hành của lệnh cấm là gì, nhưng về mặt kỹ thuật, lệnh sẽ có hiệu lực khi được dán ở khu vực công cộng tại sân bay. Nhưng mà ngày hôm qua cũng là ngày mà mọi người đang lo ngại là Nga đã tuyên bố là họ đứng đầu trên thế giới về vũ khí hạt nhân mới. Từ Điện Kremlin thì đã khẳng định là ngày 13 tháng 8, là họ đã chiến thắng trong cái cuộc đua mà gọi là phát triển vũ khí hạt nhân tiên tiến, có nghĩa là những cái vũ khí tối tân nhất. Mặc dù trước đó có một sự kiện là à, hòa tiễn bí ẩn vào tuần trước gây ra sự gia tăng tạm thời về mức độ phóng xạ, tức là cái những cái phóng xạ trong những cái hòa tiễn đã gây ra những cái mối lo ngại cho những cái người mà à, chế tạo những cái vũ khí đó. Và Mỹ không phải là quốc gia đứng hàng đầu trong vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân mới. Tổng thống của chúng tôi có nghĩa là họ nói là tổng thống của Putin đó, nói rằng đã nhiều lần nói rằng là trình độ của Nga trong lĩnh vực này vượt xa các quốc gia khác và độc nhất vô nhị. Và tiếp theo là bản tin Bắc Hàn đã mở một cái đường bay tới Trung Cộng sau 3 năm. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm hãng Air Korea đã khai thác các chuyến bay giữa hai thành phố nói trên và những cái việc làm này để cho thấy rằng sự cải thiện trong quan hệ giữa trao đổi của của bắc Hàn và trung cộng à, kính thưa quý vị à, vừa rồi là bản tin cập nhật bản tin quan trọng trong ngày hôm nay của chúng tôi à, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai kính thưa quý vị bản tin hoa thịnh đốn đến đây xin tạm ngưng thanh trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo